Xin kính chào quý vị và bà con. Chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 8 đang có mặt tại chợ Giống Kim Thành, Hải Dương. Và hôm nay thì mời quý vị và bà con sẽ vào chợ Giống Kim Thành, Hải Dương xem ở đây tại sao lại gọi là chợ giống, và ở đây có những giống con gì hay là cây gì. Phải chăng đây là chợ là bán cây giống hay là chợ bán con giống? Xin mời quý vị. Khi bước vào chợ thì thấy là rất là nhiều bánh đa đỏ, bánh đa trắng. Phải chăng là ở đây là gần thành phố Hải Phòng cho nên cũng sản xuất bánh đa đỏ, bánh đa trắng. Mọi người biết đây là củ gì không? Đây là củ ấu. Và thời thơ ấu của mình thì được ăn 1-2 củ thôi. Thế và ăn xong thì khoét cái đầu này ra để làm cái còi để thổi. Tiếp đến là những quầy hàng bán cà chua, rau củ quả, gừng, cam chanh. Đặc sản ở đây thì là chỉ có là bánh đậu thôi ạ. Bánh đậu xanh ạ. Bánh đậu xanh là của Hải Dương, nhưng tôi đang thấy ở trên đây là có rất nhiều quả nhập khẩu ạ. Đây là quả nhập chứ không phải là đặc trưng của đặc sản của Hải Dương. Hải Dương này chỉ có vải thôi đúng không? Vải Thanh Hà đúng không? Đấy, mùa này thì hết mùa rồi. Tôi cũng rất là vinh dự, tôi đã được về Quang Thắng đã dẫn chương trình khai trương cái chợ giống Kim Thành này. Bây giờ thì tôi quay trở lại thì thấy các sạp hàng đông lên rất là nhiều. Và tiếp đến thì có rất là nhiều cái cửa hàng bán đồ ăn. Ví dụ như là bánh cuốn này, hay là bún này, và bánh đa này. Đấy, rất là nhiều. Đây là cửa hàng bánh chuối, bánh khoai. Và Quang Thắng đã đi tìm hiểu, hỏi bà con ở nơi đây. Thì họ nói rằng đây không phải là chợ bán con giống, cũng không phải là chợ mà bán cây giống. Mà đây là chợ giống gọi tên theo làng. Làng này gọi là làng giống. Và bây giờ thì đã đến giờ ghi hình chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 8 rồi. Xin mời quý vị và bà con. Chào mừng quý vị và bà con đến với chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 8. Chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 8 do công ty truyền thông Vision phối hợp với báo Thanh Niên thực hiện. Trước hết, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhãn hàng đã tài trợ cho chúng tôi từ đầu chương trình. Xin chân thành cảm ơn công ty găng tay cao su Hợp Thành, nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimex, nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối. Và bây giờ, tôi xin mời hai đội bước về sân khấu. Bây giờ xin mời đội đỏ giới thiệu về thành viên đội của mình. Xin mời. Cháu tên là Ngọc Lý ạ. Cháu làm ở spa, massage gội đầu ạ. Em xin giới thiệu là em là Hồng Lấy. Em chuyên bán gà ở chợ giống của Dũng ạ. Mọi người đến ủng hộ em ạ. Em Hồng Xuyên đến bán giò chả. Em là Tân, doanh nghiệp bán lòng. Lòng. Tôi tên là Tuân ạ. Tôi bán tôm cua cá. Đội của chúng tôi tên là đội Súp Lơ. Súp Lơ không thờ ơ với giải thưởng. Yeah. Còn bây giờ đến đội xanh nào. Tôi là Nguyễn Thị Lan, bán hàng thịt lợn ở chợ Cổ Dũng. Tôi là Nguyễn Thị Mai, cũng bán thịt lợn ở chợ. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Nguyễn Danh Anh. Tôi là tiểu thương bán thịt lợn. Tôi tên là Thúy Vân, tôi cũng bán thịt lợn ở chợ. Ba người đúng không ạ? Rất mạnh. Tôi là Quý Luân, chuyên bán thịt ở... Tôi là đội bắp ngô. Một cây làm chẳng lên luôn, ba cây chùm lại phát. Phá tan Súp Lơ. Phá ra tách bình. Đội xanh, đội đỏ đã sẵn sàng rồi. Và bây giờ tôi xin giới thiệu tổ trọng tài của chúng tôi. Xin trân trọng giới thiệu anh Trần Hữu Quang, đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Trân trọng giới thiệu anh Trần Trọng Luật, đại diện nhãn hàng Cholimex Food. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Mừng, đại diện nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Hải Nam, đại diện nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Khắc Định, đại diện ban quản lý chợ giống. Và bây giờ xin mời hai đội chơi bước vào game thứ nhất của chương trình.
Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 8. Hai đội chơi sẽ trải qua 3 vòng thi đấu với các trò chơi theo chủ đề, bao gồm trò chơi dân gian, trò chơi vận động. Số điểm chiến thắng tương ứng qua mỗi vòng là 100 điểm, 150 điểm và 200 điểm. Sau khi kết thúc 3 vòng chơi, đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng chung cuộc và nhận được những phần thưởng hấp dẫn, bao gồm tiền mặt và quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Đội thua sẽ nhận được phần thưởng là tiền mặt và quà tặng trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, hai đội chơi còn được nhận thêm nhiều phần quà là sản phẩm đến từ nhà tài trợ nếu chiến thắng mỗi vòng thi. Quý vị và con thân mến, bước vào game 1 thì hai đội chơi của chúng ta sẽ phải trải qua những thử thách như sau. Đội trưởng của hai đội đứng ở hai chiếc lốp và chúng tôi đã đặt ở sân khấu và cầm micro điều khiển tả làm sao cho đồng đội của mình đã bịt mắt và xoay quanh vòng trụ này 2 vòng. Sau đó trườn như con sâu đi đến cái chỗ bóng này, cái lưới bóng này, ở trong đấy của chúng tôi có mỗi quả bóng có một cái túi bột. Thì khi mà đâm được thủng quả bóng thì phải hứng bột làm sao để về được cái ca của mình. Đội nào mà ca bột nhiều hơn hết thời gian quy định, đội đó sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu! Bắt đầu! Thầy ơi, chui đi! Xoay! Ôi! Đội xanh đi đi! 2 vòng! Chứ được, đi lên đi cơ, chui! Được không? Bên phải! Được rồi, nắm xuống chưa này! Rồi, chậm! Tiến lên! Quay người lại! Về chỗ! Thôi rồi! À, bà con ơi, bà con đừng xui người ta. Chọc. Xem ơi. Sang bên trái. Bên trái của cúi đầu thấp xuống một tí nữa thì mới được. Bỏ luôn sang trái, đứng dài. Bên anh là bên sang trái. Sang trái. Rồi, cúi xuống thế nào? Bây giờ lúc đổ được bỏ mắt ra. Đấy, lúc đổ bỏ mắt ra. Đội đỏ nhá, chú ý nhá. Lúc đổ được bỏ mắt ra. Thúy Bình xoay đi. Ơi. Đằng sau. Đội đỏ bỏ mắt ra mà đổ ra bên phải. Quay lại. Sang trái. Được rồi. Chắc đi, chắc. Thẳng đi. Người tiếp theo. Rồi đấy. Nhanh lên. Sang phải. Ngoặt vào phải đi. Chèo qua người. Chèo mạnh. Rồi. Dậy đi. Ra khỏi lưới rồi, dậy đi. Chui ra xong búa mắt ra. Hất mạnh đầu. Đổ mạnh như nào. Đấy, quá mấy cái, được rồi. Sang phải là trên đầu. Sang bên trái mới có bóng. Được rồi, nhưng mà chưa được. Cúi xuống, con ta cúi xuống. Chắc. Nhanh lên. Mời quý vị bà con hãy đếm cùng tôi nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Sau gần 10 phút chơi, đội xanh được khoảng độ... Cái này được 2 rúng. Kết quả của đội đỏ. Và chúng ta đã biết là đội đỏ lấy được rất nhiều bột của Mico Hương xưa. Chúng ta không cần phải nói nhiều nữa, đúng không ạ? Đội nào giành chiến thắng? Chúc mừng đội đỏ!
Và bây giờ chúng tôi xin mời lên sân khấu nhãn hàng bột trộn sẵn Bích Cô Hương Xưa sẽ trao quà cho đội thắng cuộc game 1. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Bích Cô Hương Xưa đã trao quà cho đội thắng game 1. Tổ trọng tài sẽ cử ra một người để chọn một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình và hú hét nhiệt tình nhất. Thay mặt tổ trọng tài, tôi xin chọn cô áo đen đội nón. Cô bán hàng trong chợ hay cô đến đây đi chợ thôi? Bán cà chua. À, bán cà chua. Hôm nay thì bán cà chua mà bỏ cửa hàng ra đây thì ai mua hàng cho cô? Cứ bỏ đấy. Cứ bỏ đấy thôi, đúng không ạ? Vâng. Xin mời nhãn hàng Chulamay Food xin tặng quà. Và cảm ơn nhãn hàng Chulamay Food. Chiết xuất từ những hạt đậu nành dinh dưỡng cao, lên men tự nhiên 100% trong thời gian dài. Nước đường Cholimet nâng tầm gia vị cuộc sống qua nhiều công thức nấu ăn hảo hạng. Từ nhà hàng đến gia đình. Nước đường Cholimet lên men tự nhiên, tinh túy đậu nành, tinh hoa ẩm thực. Cholimet Food, gia vị cuộc sống. Cũng giòn. Này em ơi hay mà mua liền bột chiên của Hương Xưa, cả nhà thích lắm nha bà xã. Giòn giòn quá ngon. Mẹ ơi con thích giòn giòn quá ngon. Bột chiên giòn Hương Xưa sản xuất theo công nghệ và chất lượng Nhật Bản. Với game 2 này thì chúng tôi mời hai người chơi đầu tiên lên phía trước. Người chơi đi vào trong chợ tìm quả bí có dán logo của chương trình. Người chơi không được dùng tay, mỗi người cắn một đầu bí mang về sân khấu. Đội nào về sớm hơn đội đó giành chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu! Chạy! Mời hai đội lên đây, xem màn hình cổ vũ cho đồng đội của mình. Hiện nay tôi thấy đội xanh đang dẫn đầu rồi, cố gắng lên nữa lên. Đấy, đội đỏ vượt lên trước rồi. Nhanh lên, mời hai đội về vị trí nào, mời hai đội về vị trí nào. Rồi, hay quá nhỉ. Mời đội đỏ vào đây, mời đội đỏ vào đây. Rồi, ở nhà thì có thường xuyên cắn bí như thế này không? Em thường xuyên. Thảo nào cắn quen lắm mà không có rơi. Cắn cả lõm vào quả đầu bí vào thế này rồi. Một lần nữa xin chúc mừng đội đỏ. Chúng ta còn hai thử thách nữa. Hai người cùng khiêng võng chạy vào trong chợ, thuyết phục một tiểu thương ở bên trong chợ. Nhớ là tiểu thương phải bán rau nhé. Ngồi lên võng, khiêng về sân khấu. Đội nào về nhanh nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng. Và 3, 2, 1, bắt đầu! Mời hai đội lên đây xem màn hình để cổ vũ cho đồng đội của mình nào. Mời hai đội lên đây xem màn hình để cổ vũ cho đồng đội của mình. À, đội xanh đã có người ngồi trên võng rồi. Đấy, nhanh lên, tiếp tục chạy về, nhanh lên. Nào, 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 gần về đến đây rồi, mời hai đội về vị trí nào. Đón đồng đội về nào. Ôi trời ơi, nhanh quá, hay quá. Hay quá. Tôi hỏi là chị bán gì trong chợ? Em bán rau ạ. Rau à? Rau là cụ thể là rau gì? Em rau rau cần, rau mùng tơi, rau tất cả các loại rau. Còn chị bán gì? Giá đỗ ạ. Giá đỗ cũng là loại là họ rau, đúng rồi. Được. Nhưng mà tôi vừa thấy, chị ngồi đây mà. Và chị chạy vào trong chợ nhanh lên. Tôi lại về tôi bán. Chỉ có tích tắc thôi, nhằng cái là khô bán rau cái là chạy về kia ngay. Sau đây thì chị lại có về bán hay là chị lại ngồi đây? Tôi lại về ngồi đây, tôi của Vũ. Xin mời găng tay cao su Hợp Thành sẽ tặng hai phần quà nhỏ cho hai người chơi của chúng ta. Ngồi trên võng nhưng mà vẫn không quên cầm túi tiền. Rồi, cảm ơn hai chị.
Hiện nay tỷ số đang là hòa một đều. Người chơi chạy vào trong chợ tìm nơi có gắn lá cờ của chương trình. Tại đó có hai quả táo kéo lên trên cao. Người chơi không được dùng tay, chỉ dùng miệng ăn hết quả táo. Đội nào ăn hết trước, chạy về trước, đội đó thắng cuộc. Thời gian dành cho hai đội chơi bắt đầu. Xin mời hai đội. Đội đỏ đã ăn được nửa quả táo rồi. Chắc là răng quặp vào trong. À, đội xanh khôn kìa, đội xanh khôn kìa, tì táo vào trong. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, 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 đúng rồi, đúng rồi. Đội đỏ ăn xong hết rồi, đội xanh cố gắng lên. Không thể đội đỏ thắng game 2 là thôi mình toi luôn đấy. Vừa chạy vừa nhảy đây. Cảm ơn chị rất nhiều, đồng đội của chị rất là yêu quý chị đấy. Anh vừa nói câu gì? Răng tư hơi lợi thế. Tại sao lại lợi thế? Vì là cắn được dễ dàng hơn. Tại sao lại cắn dễ dàng hơn? Vì hơi vô vô. Chị rất là tuyệt vời. Chị cứu nguy đồng đội của mình quá hay luôn. Một bàn thắng quá đẹp luôn. Game 2, đội đỏ thắng cuộc. Việt Coco sẽ trao quà. Cảm ơn nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt. Nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành sẽ chọn một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình và hò hét nhiệt tình nhất trong game 2 vừa rồi. Đại diện cho rổ trọng tài, tôi xin chọn cô áo vàng. Vâng, xin mời cô. Cô đang làm gì đấy? Đang bán cá. À, đang bán cá. Hôm nay thì cô bán được nhiều không cô? Bán được ít thôi. Bán ít thôi. Đi cổ vũ là chính đúng không ạ? Găng tay cao su Hợp Thành sẽ tặng cho cô những đôi găng tay để cô về cô làm cá này, bán cá này, không bị ướt tay và xương cá không đâm vào tay. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Chúng tôi có 7 chiếc ghế đang xếp vòng tròn ở trên sân khấu. Khi nhạc nổi lên, chúng ta vừa phải nhảy vừa phải đi xung quanh cái chiếc ghế này. Khi nhạc tắt, chúng ta phải nhanh chóng giành những chiếc ghế để chúng ta ngồi. Ai không ngồi kịp, người đó bị loại luôn. Rất đơn giản, đúng không ạ? Bắt đầu! Hai người ngồi cùng ghế. Và ai ngồi trước, ai ngồi sau, quý vị khán giả. Lại nào, đi vòng quanh nào. 3, 2, 1, bắt đầu nhá. Chị áo đỏ ngồi trước. Cảm ơn chị, mời chị về chỗ. Chị áo vàng này, mời chị đứng lên đây. Chị ngồi lên đùi người ta thôi. Âm nhạc. Tôi không hiểu chị như thế này mà chị ngồi một mỏm ghế này mà chị vẫn ngồi được. Nhạc vẫn còn mà. Nghe nhạc. Đấy, thôi mời bác ra ngoài.
Rồi còn lại ba người, bây giờ loại một người nữa là hai người còn lại là thắng thế này. Chưa, vẫn còn nhạc cơ mà. Ôi dồi ôi, áo đỏ anh rất tiếc cho em. Bởi vì em chơi từ đầu đến giờ rất xuất sắc, nhưng mà rồi cuối cùng em bị loại. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Sau đây chúng tôi xin mời hai nhãn hàng Chulimex Food và Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt tặng quà cho hai vị khán giả. Không bị ẩm ướt từ bên trong. Găng tay cao su hợp thành được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại với 100% cao su thiên nhiên latex cùng công nghệ được xử lý không bột, chống lão hóa, chống dị ứng, không mẫn cảm đối với da tay. Găng tay cao su hợp thành nâng niu đôi tay bạn. Chào mừng quý vị và bà con quay trở lại với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Quý vị và con thân mến, bước vào game thứ 3 này, luật chơi của chúng ta như sau. Từng người một chơi sẽ bước lên trụ xoay, xoay 6 vòng. Sau đó bước lên vạch đích của chúng tôi đặt ở đây, nhặt những quả bóng bàn tung vào trong cái cốc nước này. Khi mà bóng bàn mà rơi được vào trong cốc nước thì sẽ nhặt được một phần hoa quả ở trên khay kia đưa về kệ của mình. 3, 2, 1, bắt đầu! 6 vòng. Nhặt bóng đi. Không nào, kéo nào. Rồi, người tiếp theo. Rồi, xoay 6 vòng đi. Nhanh lên, đúng rồi. Rồi, lấy một phần hoa quả đi. Úi dồi. Ơi, lấy một phần hoa quả cầm về nhanh lên cho người khác, người ta là chơi. Đội đỏ là đang chơi rất quyết liệt. Hay quá, nhanh lên. Rồi, đội xanh, ôi trời ơi, đội xanh sắp đuổi kịp đội đỏ rồi. Đội đỏ ơi, đội xanh sắp đuổi kịp đội đỏ rồi đấy. Cố gắng lấy một điểm danh dự đi đội xanh ơi. À, bằng nhau rồi. Wow. Lấy đồ đi. Ôi, lấy sản phẩm đi. Đuổi kịp đôi đỏ rồi đấy. Rồi, hay quá. Ôi, đội xanh, nhanh, đội xanh quá hay. Vượt đôi đỏ rồi, đội xanh cố lên. Đội xanh lấy sản phẩm 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đội đỏ có 2, 4, 6 sản phẩm. Đội xanh 6, 8 sản phẩm. Bây giờ sẽ là 1 phút giao hàng dành cho hai đội. Giao hàng phải hay vào để tổ trọng tài có thể cộng cho đội của mình 20.000. 1 phút giao hàng dành cho đội đỏ bắt đầu. Anh em mình ơi, chê ổi Thanh Hà chê, mua cam Thanh Hà chê, mua cam Hà Giang chê, mọi người ơi mua ham mua.
ơi, dê dê là dê dê chứ này. Anh em mình ơi. Hết ra, hết ra, hết ra. Dê nhiều quá. Toàn thế dê 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 dê. Bây giờ sẽ là một phút giao hàng dành cho đội xanh. Nào, hãy đến với chúng tôi, một gian hàng đầy đủ mọi thứ. Nào là hoa, là quả, nào là bắp ngô. Và bắp ngô của tôi, chúng tôi với tuyên truyền đội thực phẩm sạch luôn luôn mang tới những cái nhu cầu thiết yếu cho mọi người. Mong mọi người đến đây ủng hộ tôi nhiệt tình. Ai mua hàng đi, ai mua hàng đi. Hàng ngon, hết hàng giờ, đẹp, hết hàng giờ, đẹp. Hết giờ, hết giờ. Vâng. Và bây giờ là phần khó khăn nhất của tổ trọng tài. Đại diện cho tổ trọng tài, tôi xin chọn đội đỏ. Đội đỏ, vâng, đội đỏ giao hàng hay nhất. Vâng, được cộng thêm 20.000. Rồi. Gì đó? Ủa gì đó? Ủa gì đó? Ai bây giờ nhá. Bán hàng rồi chưa bán cho khách mà đã ăn cái quả ổi rồi nhá. Mấy bạn ăn thử thì người ta mới biết là hoa quả. À, thế bây giờ, cầm cái quả thử xem. Nốt răng còn dính ở đấy, bán xem có ai mua. Quý vị khán giả cân nhắc trước khi mua nhá. Có nên mua quả ổi đã ăn rồi không? Một phút bán hàng bắt đầu. Nhanh 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 nhanh. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Nào, tập trung tiền vào đây nào, tập trung tiền vào đây nào. Đây là số tiền bán hàng được của đội đỏ. Và đội đỏ có lợi thế hơn là giao hay hơn. Tổ trọng tài đã cộng thêm cho đội đỏ 20.000. Và sau khi chúng tôi cộng số tiền bán hàng được của hai đội thì đội đỏ bán được 60.000, cộng thêm với 20.000 của tổ trọng tài, có nghĩa là đội đỏ được 80.000. Còn đội xanh bán được 90.000. Đội xanh giành chiến thắng. Chúc mừng đội xanh. Nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành sẽ lên tặng quà cho đội xanh thắng cuộc trong game 3 vừa rồi. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành đã tặng quà cho đội thắng cuộc game 3 vừa rồi. Sau đây chúng tôi xin mời ban quản lý chợ chọn một vị khán giả cổ vũ nhiệt tình nhất trong game 3 vừa rồi. Đề nghị cô áo đỏ đứng chạy cái mũ bộ đội đấy. Xin mời ban quản lý chợ trao quà của bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa. Cảm ơn bác. Phần bốc thăm trúng thưởng cho quý vị khán giả còn đứng tại sân khấu của chúng tôi. Bà Dinh, số điện thoại là 037, ba số cuối là 152. Người có tên là Thơm, ba số cuối là 940. Nguyễn Thị Thủy, ba số cuối là 730. Hai mẹ con được hai phần quà. Chúc mừng người có tên là Reo, ba số cuối là 688. Chúc mừng Lương Đình Cương, ba số cuối là 296. Nguyễn Thị Hằng, ba số cuối là 921. Thay mặt những người làm chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn ban quản lý chợ và chính quyền địa phương nơi đây đã giúp đỡ chúng tôi ghi hình thành công tại chợ giống của Kim Thành, Hải Dương. Đây là một phần quà của bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa xin gửi tặng ban quản lý chợ. Những chiếc găng tay cao su Hợp Thành. Đây là phần quà của Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt. Còn đây là của Cholimex Food. Một lần nữa xin cảm ơn chú rất nhiều. Sau 3 vòng thi, đội đỏ được 100 điểm tại vòng 1. Vòng 2, đội đỏ cũng được 150 điểm. Vòng 3, đội xanh được 200 điểm. Và tôi xin tuyên bố đội đỏ quán quân trong ngày hôm nay. Bảng 5 triệu đồng bao gồm quà tặng cho đội Á quân. Nhãn hàng Chulimix Food sẽ tặng quà cho đội Á quân. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Chulimix Food, bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa. 10 triệu đồng bao gồm quà tặng cho đội quán quân, xin mời. Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt sẽ tặng quà
Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco tinh hoa rượu Việt. Tiếp theo chúng tôi xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành sẽ lên tặng quà cho đội quán quân. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Quý khán giả và bà con thân mến, chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8 được ghi hình tại chợ Giống Kim Thành, Hải Dương. Đến đây là hết. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision phối hợp với báo Thanh Niên thực hiện, được phát sóng vào lúc 11:40 chủ nhật hàng tuần trên các kênh Thanh Niên Online, YouTube báo Thanh Niên, Fanpage báo Thanh Niên và TikTok báo Thanh Niên. Chúng tôi xin cảm ơn công ty găng tay cao su Hợp Thành, nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimex, nhãn hàng bột trộn sẵn Mix Cô Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối đã tài trợ cho chương trình, đồng hành cùng chương trình suốt bấy lâu nay. Và một lần nữa xin chào quý vị khán giả, hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Xin chào. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.